Xin chào quý anh chị đồng nghiệp và các bạn. Tôi là bác sĩ Đỗ Minh Hùng, hiện đang công tác ở khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 1. Hôm nay chúng tôi báo cáo đến quý anh chị trường hợp bệnh là một bé trai nhiễm Covid-19 không có triệu chứng. Nhiều tuần sau phát triển một hội chứng rất hiếm gặp, gọi là hội chứng viêm đa hệ thống, MIS-C. Mỹ có số ca mắc và tử vong do Covid-19 là cao nhất thế giới. Mà cả nước Mỹ thì mới chỉ có khoảng dưới 5.000 ca MIS-C được báo cáo. Cho nên trừ Mỹ là có các nghiên cứu kiểu như là systematic review hay là meta analysis, thì những nơi khác hầu hết đều là case report. Ở Việt Nam qua đợt dịch thứ tư này chứng kiến một sự tăng vọt về số ca Covid-19. Một số nơi bắt đầu là thấy có MIS-C nhưng chưa thấy báo cáo trên các diễn đàn khoa học. Đó là lý do mà chúng tôi muốn chia sẻ cái trường hợp mà Missy trong cái hội nghị lần này. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 thì khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 có tiếp nhận một cái bé trai 7 tuổi, sốt 7 ngày, có những cái biểu hiện đường tiêu hóa, ví dụ như là ói, đau bụng, tiêu lỏng. Bé này đã được điều trị với kháng sinh tĩnh mạch 4 ngày ở tuyến dưới, với chẩn đoán là nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa nhưng mà không có cắt sốt, cho nên được chuyển tuyến. Qua thăm khám thì chúng tôi không thấy gì lạ ngoại trừ hai cái chi tiết rất là đặc biệt. Thứ nhất đó là bé này nhìn hao hao có những cái điểm khá là giống Kawasaki, mắt đỏ, môi hơi hơi đỏ, lưỡi dâu, ban da. Điểm thứ hai là bé này ghi nhận là có tiền sử nhiễm Covid 19 2 cho đến 3 tuần trước và có giấy xác nhận của bệnh viện dã chiến đàng hoàng luôn. Thì bắt đầu chúng tôi mới cho làm một loạt các cái xét nghiệm hướng về Missy. Thì sau khi mà gom hết toàn bộ các cái yếu tố lại thì bé này cả tiêu chuẩn của Bộ Y tế cũng như là cái định nghĩa của CDC thì đều thỏa mãn hết. Các tiêu chuẩn về tuổi, lâm sàng, sốt, ban da, triệu chứng đường tiêu hóa, tăng bi lăng viêm, bi lăng đông máu luôn. Chỉ có là chưa có tổn thương đa cơ quan nhiều, đặc biệt là chưa có giảm chức năng cơ bắp của cơ tim thôi. Thì toàn bộ những cái xét nghiệm của bé thì chúng tôi sẽ diễn giải theo cái bức hình này. Chúng ta thấy là khi mà sạc Covid nó xâm nhập vào cơ thể thì có bé sẽ có triệu chứng liền, cũng có bé là cũng không có biểu hiện gì. Có bé có đáp ứng viêm rất là dữ dội, nó phát triển thành bão cytokine luôn, là trở nặng luôn, khoảng ngày thứ 7 đến thứ 10 chúng ta đã biết rồi. Nhưng cũng có bé là phát triển âm thầm, kháng thể nó lên từ 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 từ, đến nhiều tuần sau thì đáp ứng viêm nó bắt đầu nó đủ dữ dội và lúc đó nó gây ra cái bệnh cảnh là tổn thương hệ thống giống như bé này. Thì điểm đáng chú ý đầu tiên, chúng ta hãy để ý đến các cái tế bào viêm trong cái xét nghiệm công thức máu. Mới đây, JANJAL đã công bố một cái meta analysis 21 bài báo chất lượng nhất từ khoảng 1.500 cái nghiên cứu về MIS-C ở cả ba lục địa là Mỹ, Âu và Á. Cái kết quả thu được cho ta nhiều cái gợi ý quan trọng. Thì để hiểu cái kết quả này thì trước tiên ta cần nắm quy tắc trình bày kết quả của meta analysis. Thì người ta sẽ đọc hết mấy chục cái nghiên cứu vậy đó, thì bắt đầu cái giá trị biến số mà người ta quan tâm á thì sẽ được đại diện nôm na là trung bình đi, bằng cái đường đứt nét màu đỏ. Nếu cái đường đứt nét màu đỏ này nó trùng với đường liền màu đen thì cái giá trị của biến số ở cái nhóm mà ta so sánh á, nó gần như nó không khác gì so với nhóm cơ sở. Nếu cái đường đứt nét màu đỏ nó lệch bên tay phải của đường liền màu đen, giá trị của biến số ở cái nhóm so sánh nó sẽ cao hơn nhóm cơ sở. Còn nếu cái đường đứt nét màu đỏ lệch bên trái đường đen thì giá trị của biến số ở nhóm so sánh nó sẽ thấp hơn là nhóm cơ sở. Vậy nhìn cái hình này chúng ta thấy gì? So với lại cái nhóm cơ sở là cái nhóm Covid-19 thì chỉ số bạch cầu chung ở nhóm MIS-C là không có sự khác biệt. Nhưng mà chỉ số tuyệt đối của neutrophil cao hơn rất là nhiều. Chỉ số tuyệt đối lympho thấp hơn, tiểu cầu ở MIS-C cũng thấp hơn. Cái hiện tượng lệch lệch mà độc đáo này được Siva Kuma giải thích là do trong cái đáp ứng viêm giai đoạn đầu neutro nó xuất hiện ngay từ đầu luôn với số lượng rất là lớn, đáp ứng viêm rất là dữ dội và trong cái quá trình đó, trong quá trình nó tiết ra các cytokine thì bản thân các cái đáp ứng viêm này nó đã hủy một cơ số đáng kể các cái lympho T CD4, nó ức chế T CD8 và làm cho số lượng các cái tế bào lympho giảm mạnh. Ca của chúng tôi thì cái kết quả giống như là Y Văn nói, chỉ số bạch cầu bình thường, neutro rất cao, lympho và tiểu cầu rất thấp. Gần đây một số cái tác giả chọn lựa chọn cái hướng là quan sát cái tỷ số neutro trên lympho, tiểu cầu trên lympho trên monocyte,
trong cái công thức máu để coi coi thằng Missy hay là Covid nặng thì nó có cái điểm gì khác biệt so với lại Covid nhẹ. Tôi thấy là đây cũng là cái hướng nghiên cứu khá là hay. Ok, tiếp theo chúng ta xem xét đến cái bi lăng viêm, đó là những cái bi lăng viêm ví dụ như là CRP, rồi calcitonin, ferritin. Thì trong Missy thì CRP thường rất là cao hơn so với lại những cái trường hợp mà Covid bình thường, thường là nó con số tới hơn cả trăm. Nhưng mà ác cái là trong sepsis hay là Kawasaki CRP nó cũng tăng, cho nên nếu mà nói CRP thì cũng chỉ dùng để theo dõi chứ không có dùng để phân biệt các cái bệnh với nhau. Rocancitonin thì cái thằng này khá là hay, trong Missy nó không tăng, hoặc là nếu có tăng cũng tăng rất là ít, thông thường là khoảng gấp 5 lần là nhiều. Nếu mà Rocanxi cao quá thì chúng ta phải đặt vấn đề là gì, coi chừng thằng này hoặc là không phải Missy mà là sepsis, hoặc là nó có kèm với lại sepsis, cho nên nhiệm vụ chúng ta là phải đi kiếm ổ nhiễm trùng. Ca của chúng tôi thì CRP và rocancitonin đều cao hết. Lúc này thật sự cái rocancitonin này làm cho tôi rất rất là hoang mang. Chúng tôi nghĩ thật chết bà, có khi nào thằng này nó là sepsis không chứ nó không phải là Missy. Tôi ráng đi tìm hết ổ nhiễm trùng từ đầu tới chân luôn, tìm hoài không thấy, tìm hoài không thấy đó. Do đó là chúng tôi không có, mặc dù vẫn quyết định là dùng thuốc chế miễn dịch cọt với lại IVIG nhưng không dám dùng đơn độc, chúng tôi vẫn phải phủ kháng sinh mạnh ngay từ đầu. Và kết quả là sau 2 ngày điều trị với cái bộ ba đó thì sốt nó cắt ban hết, CRP giảm rồi canxitonin giảm. Và thật là sau đó tôi cũng biết là vậy là nó giảm do thuốc ức chế miễn dịch hay là do kháng sinh. Thì khúc này nè, cái khúc này có cái bạn nói ôi giời ơi, ôi giời Missy Phake, Missy Phake sepsis gì ông ơi, rocancitonin cao dây mà bình tĩnh. Đó là lý do tôi mới đưa cái slide này lên cho thấy là thật ra cũng có ít nhất một tác giả cũng từng báo cáo là trong Missy cũng có một cái trường hợp là rocancitonin cao tới 50. Cho nên tôi cũng không phải là cô đơn, nhưng mà chúng ta nên cẩn trọng trong trường hợp mà rocancitonin cao. Ok, đây là tiếp theo là về ferritin. Ferritin thì nó là một cái yếu tố có liên quan đến các hoạt động của giao tiếp của đại thực bào. Dù đại thực bào nó thông qua quá trình hoạt động của nó muốn lôi kéo thêm 500 anh em, nó muốn kích hoạt hệ miễn dịch, nó muốn ức chế hệ miễn dịch, tất cả mọi thứ giao tiếp đó phải thông qua thằng ferritin. Cho nên coi như ferritin là gì? Là anh bồ câu đưa thư của đại thực bào. Thì như hình này ta thấy là ferritin nó đặc biệt nó tăng cao trong mấy ca Missy rất là nặng. Mấy ca Missy mà cần có vận mạch, cần thở máy, CRT, cần chạy ECMO hoặc là những ca tử vong. Có tác giả gặp 4 ca Missy nặng quá, sắp tử, ông không biết làm cái gì. Ông mới nghĩ ra cái màn là ồ, thầy Quý Tư, TBE. Thầy Quý Tư cũng hốt đại cái con bồ câu đưa thư trong cái bão cytokine này. Thì kết quả là hóa ra có cải thiện thật. Ít nhất 4 ca đó ferritin giảm và đều sống. Đây tôi nghĩ là một hướng nghiên cứu cũng khá là hay. Cái ca của chúng tôi thì ferritin là trên 500, có lúc leo gần tới 1.000 luôn, bị gõ mạnh quá, dùng combo mạnh quá cho nên tụt xuống. Và bây giờ thì để ý tới cái bi lăng gì, bi lăng đông máu, những cái D-dimer, những cái tổn thương cơ quan. Trong nghiên cứu chúng tôi thì trong nghiên cứu của Danh Giao thì D-dimer tăng gặp trong Missy. Nghiên cứu chúng tôi cho thấy là gì, D-dimer tăng rất là cao, nhưng mà được cái hay là nó đáp ứng với lại gemcitabine ngay trong ngày. Gemcitabine là Levonorg. Về bi lăng tổn thương cơ quan thì NADH lactate dehydrogenase mình biết nó là cái men chuyển axit pyruvic thành axit lactic trong các tế bào. Như vậy khi mà mô nó hoạt động trong tình trạng yếm khí kéo dài thì NADH tăng, nó biểu hiện cho tổn thương đa cơ quan mình biết rồi, và nó có liên hệ đến cái tiên lượng nặng trong Covid-19 cũng như là trong Missy. Trong nghiên cứu chúng tôi thì hầu hết là không có tổn thương cơ quan gì nhiều. Qua siêu âm chúng tôi thấy có một ít đông đặc ở ngoại vi phổi, là NADH trong nghiên cứu chúng tôi tăng không có đáng kể, cũng là điều dễ hiểu. Tiếp theo chúng tôi có thực hiện cái bô kết tại giường, một cái dạng siêu âm cấp cứu tại giường có được kiểm chứng sau đó bởi bác sĩ siêu âm và bác sĩ tim mạch luôn, cùng với những cái xét nghiệm troponin ICPK đó, thì ghi nhận là gì, cái tim co bóp rất là tốt, chúng tôi đo được FS khoảng 38%. Đây chúng tôi sẽ mở cái clip lên cho mọi người coi.
Đây đây là có cái khoảng sáng quanh mạch vành, các bạn thấy lát cắt cả nước trục ngắn, khoảng sáng quanh mạch vành. Đây có cái biểu hiện của tràn dịch đa màng, đây là IVC ha. Và chúng tôi cũng ghi nhận một số cái đông đặc ở vùng đáy phổi, ngoại vi phổi, vùng gần cơ hoành. Rồi thì các cái xét nghiệm còn lại không có gì đặc biệt, gan thận thiết này kia. Để tổng kết cho cái phần trình bày của mình thì chúng tôi xin kết thúc với một cái hình minh họa chúng tôi tự vẽ ra. Và cái hình này nó thể hiện hai cái điểm rất là quan trọng. Điểm thứ nhất là chính nhờ vô cái biểu hiện lâm sàng ban da niêm nó giống Kawasaki disease, cho nên trên bệnh nhân có tiền sử mắc Covid-19 vài tuần trước, cho nên chúng tôi mới cho tiến hành làm các cái xét nghiệm định hướng và từ đó chẩn đoán được cái MIS-C. Mình có thể lấy cái này làm kinh nghiệm để chẩn đoán MIS-C trong tương lai. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ MIS-C không phải là Kawasaki. Bản chất cũng như là bức tranh lâm sàng có nhiều điểm không giống. Điểm thứ hai trong cái hình này là gì? Trước khi quyết định là điều trị ức chế miễn dịch mạnh với MIS-C, chúng ta cần phải loại trừ một cái thằng rất là quan trọng là sepsis, nhiễm trùng huyết. Vì nếu không, cái việc anh điều trị đơn thuần thuốc chế miễn dịch mà sai hướng, nó có thể khiến mọi việc nó tồi tệ hơn, là cứu cứu sống bệnh nhân. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mong nhận được những cái ý kiến đóng góp của các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn.